ơi, đẹp hello đi, xin chào mọi người. Xin chào. Hôm nay bán gì đây? Sao ngọt anh, sao giò, sao nếp thang. Một gói nó là... Dạ, 10 ngàn. 10 ngàn. Cô Tiết bán xôi được bao nhiêu năm ở đây rồi? 27 năm ạ. 27 năm, từ hồi còn trẻ đẹp, bây giờ tóc hơi rầm rầm, mà vẫn còn đẹp, giờ vẫn còn đẹp đúng không? Vẫn còn đẹp đúng rồi. Rồi, cô Tiết bắt đầu gói xôi cho tôi đây nè. Một gói nha. Sao vậy ăn hai thứ luôn ha? Hai thứ luôn, đây. Nước dừa, đường, cái này là đậu xanh. Cái này là dừa dẻo. Đó, dừa dẻo nè. Cái này là đường nè. Dừa muối mè nè, muối mè. Ngon không? Nhìn thấy ngon không? Ngon. Cô Tiết bán ở đây có một mình nên hả? À, bán với ông xã. Ông xã đâu? Ông xã chị Tiết bán xôi 27 năm rồi. À, nói một câu cho mọi người biết mình là ai đi. Em tên là Hòa. Anh tên là Hòa. À, đã bán xôi với lại chị Tiết Cần Thơ là mấy năm rồi? Đây con 26 năm rồi, 27 năm rồi. Ơi, xin chào anh. Hôm nay bán chậm quá, bởi ông xã vô trong ngồi rồi. À vậy hả? Có ngày khác chứ. Dạ đúng rồi, thường bữa bán đắt lắm. À, là cảm ơn. Xôi thì ở Biển Hè, ở ngay số... Nhà hàng Nam Bộ. Nhà hàng Nam Bộ và số 5, đối diện số 5 Ngô Quyền. À, đây là Ngô Quyền. Phương các bạn bán có Phương. Ủa, sao đẹp quá vậy nè. Đẹp không? Từ 5 giờ rưỡi đến 10 rưỡi hoặc là 11 giờ. Bán chậm là 11 giờ. Còn bán nếu mà bữa nào mà thứ bảy 14 gầm rồi đó là 8-9 giờ là hết rồi. Cũng ngày chị bán được bao nhiêu gói xôi, bao nhiêu ký xôi chị? 15 kg. À như vậy là được bao nhiêu gói? Bán bao nhiêu gói? Nhiều à. À. Tại vì bán tới 600-700 cái bánh kẹp. À vậy là 600-700 cái mà tại không có 600-700 cái bánh kẹp mà một gói là 200 bánh kẹp. Qua bánh chợ vậy được 300 gói. À vậy được rồi ha. Thì xôi này nó ngon nhờ. Nó ngon những nhờ gì? Cái xôi nó nói vừa chỉ luôn. Rồi. Nhờ cái xôi dẻo, nếp dẻo, béo. Đây. Nếp dẻo, béo. Bánh kẹp rất là ngon. Rồi. Mè. Dưa này thì làm cái gì mà nó gọi là ngon thật sao? Dưa này là dưa mứt sữa, nó mới mềm, à, nó ngon. Mua ở đâu? Mình mua là đại dưa, mình lựa từ trái chứ không có mà... Nó dẻo hay là nó dẻo nó mới ngon. À. Chứ nó không khô là ăn nó sẫm xì. À, xô, khô là nó sẽ sẫm xì à? Sẫm, nó không ngon. Dưa ngon là nhờ lấy đại dưa mà lựa từ trái mà dưa mềm dẻo như vậy nè. Đó, anh thấy nó mềm, nó dẻo, nó mịn không? Đó, nó dẻo vậy nè, nó mềm nè. Dừa mứt sữa đó. Rồi. Còn nếu mà dừa khô là không ngon. Dừa mứt sữa nè, thấy nó mềm ngon rồi. Mềm. Đây là đậu xanh nhân đậu xanh. Thấy đậu xanh nó ngon, mềm mịn không? À, bây mình đã làm gì để cho nó ngon như thế này ạ? Nó mềm là tại nước dừa trong đây luôn. À, nước dừa trong này luôn. Nước dừa, đường, muối. Nước dừa, đường, muối. Đường với muối. Rồi. Còn cái bánh kẹp đó. Mới tới đó, mỏi đó. Nha. Đó. Thì cảm thấy nó ngon thôi. từ đủ thứ cái gì cũng ngon hết trơn. Yeah, mua con sao con này dễ ăn nè. Tôi ủng hộ tôi nha, tôi là ngày bán ngày nghỉ nha, chứ tôi là tên Tiết, ngày bán ngày nghỉ. Trời.